Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream hàng ngày của bác sĩ Doãn Lâm. Hiện tại thì chúng tôi đang được đón tiếp một chị khách hàng. Bạn ấy đã qua thẩm mỹ của bác sĩ Doãn Lâm để thực hiện dịch vụ là cắt mí và mở góc ngoài. Thì hôm nay là sau 7 ngày phẫu thuật thì bạn ấy qua tái khám cũng như là cắt chỉ luôn. Thì chúng mình cùng trò chuyện với bạn nhé, để nghe bạn chia sẻ về quá trình mà bạn thực hiện dịch vụ cắt mí và mở góc ngoài. Chị chào em, mình có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không em? Em là Mina, em là 21 tuổi. Em là Mina 21 tuổi à? Em đến từ đâu? Em là Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa. Không biết là mình thì đã có từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ gì chưa hả em? Em chưa, hiện tại thì mới là ca đầu tiên thôi. Dịch vụ cắt mí là lần đầu tiên em thực hiện phẫu thuật đúng không? Đó. Thì không biết là mình với tình trạng trước đây của em ấy, với đôi mắt cũ thì em chưa hài lòng hay là chưa có ưng ý điểm gì mà em muốn thay đổi vậy? Mắt cũ của em thì là mắt mí mà còn mí lót ấy, thì bẩm sinh rồi nên là da trùng hơi nhiều. Thì cảm giác mắt của em cũng hơi bị sắc nữa so với mặt của em nên là em cũng muốn cải thiện. Không biết là mình tìm hiểu và có cái mong muốn là thay đổi về đôi mắt khoảng bao lâu thì em quyết định thực hiện phẫu thuật? Em thì tại vì cũng gặp vấn đề này từ bé rồi nên là cái mong muốn mà được phẫu thuật thì cũng khá là lâu trước đây, nhưng mà hiện tại thì mới có đủ tuổi và kiểu khả năng để đi làm. Thì chắc là khi mà mình có tìm hiểu này, mình có tham khảo về dịch vụ cắt mí và mở góc ấy, thì mình có tìm hiểu nhiều bác sĩ không em? Thì trước đó em cũng có tìm hiểu về một số các bệnh viện thẩm mỹ trên mạng thôi. Thì em cũng không rõ về cái ngành này lắm, nên là khi mà chuyển qua đây thì em cũng là do mẹ em được giới thiệu qua ấy. Có những cái khách hàng trước đó thì giới thiệu cho mẹ em, thì có nghĩa là mẹ em là có bạn bè làm bên chị rồi. Xong rồi giới thiệu cho mẹ em cái địa chỉ của bác sĩ Doãn Lâm. Thế là em tìm hiểu thêm đúng không? Thì không biết là từ lúc mà mình biết đến bác sĩ Lâm ấy thì thời gian khoảng bao lâu em tìm hiểu về bác sĩ Lâm thì em quyết định làm ấy? Thì đây em cũng vừa chia sẻ thì bạn mẹ em làm chắc cũng kiểu làm sau rồi ấy. Cũng có một số bạn khác được giới thiệu qua đây rồi, nên là sau khi em tham khảo các chỗ khác và em đến bên mình thì em làm luôn. Bên gì cũng là tiểu phẫu thôi. Rất là mình quá tin tưởng khi mà có nhiều bạn bè làm ở bên bác sĩ Doãn Lâm rồi đúng không? Vâng, cũng một phần là em thấy cái dịch vụ bên mình kiểu thân thiện ấy. Thân thiện à? Thì không biết là em có kiểu xem nhiều những cái livestream của bác sĩ không? Tại vì em cũng đang kiểu bận việc ấy, nên là cái thời gian mà quan tâm đến cái lĩnh vực này thì cũng khá là mới, không nhiều lắm. Với cái tình trạng cũ của mình là mắt một mí này, và cái góc mắt nó hơi được hẹp ấy, thì em quyết định là mình thực hiện cắt mí để tạo hai nếp mí rõ nét hơn đúng không? Với cả là mong muốn cải thiện mở cái góc ngoài cho cái khuôn mắt của mình nó được to và đẹp hơn đúng không em? Ok, thì sau 10 ngày phẫu thuật ý, thì em cảm thấy là đôi mắt của mình hiện tại thế nào? Cá nhân em và cả những cái người xung quanh em cũng kiểu, tại vì trước em cũng có hay kích mí, xong rồi cái nên là mắt của em nó bị trùng nhiều hơn ấy. Sau khi cắt thì em cảm thấy là thứ nhất là mình không phải kích mí nữa, thứ hai là nó cũng tự nhiên ấy. Thì vậy cái dáng mắt của em thì từ lúc em kích mí em đã thấy rồi. Nên là sau khi làm mà em thấy được cái hiệu quả giống như em mong đợi thì em thấy khá là em rất là vui đúng không? Vâng. Mình thì có nghĩa là sau khi phẫu thuật xong ấy, trong 7 ngày mà em ở nhà hậu phẫu và chăm sóc vết thương ấy, thì em có thấy là mình có cái bất tiện hay là có cái hạn chế gì không? Thì tại vì cái thời gian này em cũng làm việc ở nhà là chính, nên là em thực ra em thấy mình kiểu may mắn khi được ở nhà ấy. Thì 3 ngày đầu thì cái tình trạng mắt khá là sưng và có khả năng là có cả kiểu thâm ấy. Thì lúc đấy em cũng kiểu theo như bên mình có bảo là trường mát thì em cũng có trường, mấy ngày sau nó cũng giảm bớt đi, tại vì em cũng ở nhà nên là những cái vấn đề đấy em cũng không quan trọng. Ok, có nghĩa là em chỉ thấy là sau phẫu thuật thì sau 3 ngày đầu tiên thì em thấy là có tình trạng sưng nề thôi đúng không? Còn hiện tại trước mặt chị là 7 ngày
hiện tại là 7 ngày bây giờ chị thấy là không có một chút sưng tím nào, đường sẹo của mí cũng rất là đẹp rồi. Tuy nhiên là nó chưa thể nào mà ổn định ngay luôn được. Thì thường thường là sẽ sau 1 tháng thì cái đường sẹo nó sẽ ổn định hơn, và sau 3 tháng thì gần như là cái nếp mí thật của em rồi, thì đường sẹo nó sẽ rất là đẹp. Thì chắc là các bạn đang xem livestream cũng rất là tò mò với cái tình trạng mí trước đây của em, thì chị xin phép là được chia sẻ cái hình ảnh trước khi phẫu thuật của mình nhá, để cho mọi người có sự so sánh. Đây, mọi người có thể quan sát là cái hình ảnh mí của bạn khách hàng trước khi phẫu thuật này. Tình trạng của bạn là mí lót, gần như là một mí luôn á. Đây, với cái nếp là da trùng che đi cái nếp mí của bạn này, gần như là không có rõ cái nếp mí. Thứ hai nữa là cái góc mắt ngoài của bạn, bạn cảm thấy là nó chưa được đẹp và khuôn mắt nó hơi hẹp, thì bạn đã quyết định là thực hiện cắt mí để tạo tạo hẳn nếp mí hai mí và mở góc mắt ngoài để giúp là cái khuôn mắt của bạn đẹp hơn. Ok, thì đây là kết quả sau 7 ngày phẫu thuật của bạn. Thì hôm nay bạn qua cắt chỉ đây, rất là đẹp nhá. Và chúng mình cũng thử so sánh này, hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật của bạn đây. Mình có soi gương nhiều không em? Dạ, thôi, em soi nhiều lắm. Thật ra là thì hàng ngày mình kích mí ấy, thì nên là mình cũng quen với cái hình ảnh mắt hai mí rồi đúng không? Thì tuy nhiên là khi mà bỏ cái kích mí ra đó thì và đây khi mà so sánh ảnh trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật thì em mới thấy là cái sự thay đổi của mình nó nhiều như thế nào đúng không? Đó. Đấy, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn ấy mọi người nhá. Đấy, bạn ấy chỉ cần có thực hiện một cái dịch vụ tiểu phẫu rất là nhỏ thôi, là thực hiện cắt mí thôi mà đã thay đổi hoàn toàn là gương mặt rồi, trông bạn ấy xinh hơn này, trẻ hơn này, trông kiểu Hàn Quốc nhỉ. Bên mình ý, thì bác sĩ Doãn Lâm sẽ thực hiện cắt mí bằng cái công nghệ cắt mí skinny của Hàn Quốc nhá. Nếp mí sẽ rất là tự nhiên này, đường sẹo rất là mảnh, không có bị to bị trợn đâu mọi người ạ. Và mọi người, dịch vụ cắt mí là một cái dịch vụ tiểu phẫu đơn thuần, thế nên là rất là nhiều nơi, rất là nhiều địa chỉ có thực hiện cái dịch vụ này. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà làm ở những cái nơi không uy tín như ở spa ấy, thì cái tỷ lệ hỏng, tỷ lệ rủi ro rất là nhiều. Và chúng tôi đã được tiếp xúc cũng như là được đón tiếp những cái chị khách hàng mà phẫu thuật hỏng rất là nhiều rồi. Thế nên là mọi người đừng có nghĩ là tiểu phẫu cắt mí mắt là một tiểu phẫu đơn giản. Thế nên là mọi người phải cần qua tìm hiểu những cái địa chỉ uy tín như là bác sĩ để thực hiện dịch vụ nhé. Có thể cái chi phí cắt mí ở spa nó rất là rẻ thôi, là đánh vào cái tâm lý chung của mọi người, nhưng mà đến khi mà mọi người muốn sửa lại thì cái chi phí nó rất là cao, và cái hình thể để mà đạt được một cái độ đẹp tuyệt đối thì gần như là không có đâu. Thế nên là mọi người trước khi quyết định làm mí thì hãy tìm hiểu thật kỹ về những cái địa chỉ uy tín để mình có thể gửi gắm sắc đẹp của mình nhé. Này, chúng mình cùng nhìn lại một lần nữa hình ảnh của bạn khách hàng nhé. Xuất sắc, xuất sắc, quá là xinh. Xinh quá. Về mẹ với cả người thân xung quanh có khen em nhiều không? Mỗi ngày đi qua đều khen ạ. Mỗi người đi qua đều khen à? Xong có hỏi địa chỉ của bác sĩ Lâm không em? Không, mỗi ngày ạ. Ý là kiểu ai đi qua cũng khen thôi. Cũng khen thôi à? Vâng. Bây giờ phải dán địa chỉ bác sĩ Lâm lên đây. Vâng rồi. Tâm ý bác sĩ Lâm nhá, tâm ý bác sĩ Lâm nhá. Cho em vậy thôi chứ. Em thấy là sau 7 ngày phẫu thuật rồi ấy, thì mình thấy là cái quyết định cắt mí của mình có đúng đắn không? Nguy hiểm à? Trước khi làm em có sợ đau hay là sợ lo lắng điều gì không? Thực ra thì động đến thẩm mỹ ấy, thì cũng khá là nhạy cảm, như là cũng vì bố mẹ thì cũng gọi là tiểu phẫu, nên là em cũng từ đấy cũng hơi sợ, nhưng mà làm xong rồi thì thấy cũng ok, nhẹ nhàng kết quả. Sau cái quá trình mình đau đớn rồi ạ. Đau đớn là không đau đâu. em là nó đau đớn là không hay dám làm luôn. Đau lòng ấy ạ. Đau lòng vì biết cái làm sớm hơn đúng không? Ok, cảm ơn em về những cái chia sẻ rất là chân thật của mình ấy. Cảm ơn em cũng lựa chọn bác sĩ Doãn Lâm giữa hàng ngàn những bác sĩ khác đó. Thì những bạn nào mà đang quan tâm đến dịch vụ làm đẹp bên bác sĩ Doãn Lâm, đặc biệt là dịch vụ cắt mí, thì hãy để lại ngay số điện thoại hoặc là inbox cho fanpage của bác sĩ Doãn Lâm nhé. Thì chuyên viên tư vấn của bên mình sẽ liên hệ và hỗ trợ mọi người nhanh nhất cũng như là sớm nhất. Mỗi người thì sẽ có một cái tình trạng mí khác nhau, thì để mà đánh giá được tình trạng mí của mọi người như thế nào và phương pháp cần phải phẫu thuật ra sao thì mọi người hãy liên hệ với bác sĩ của chúng tôi nhé. Đây, mình có thể quay sát là để xem cái đường mở góc mắt ngoài của bạn ấy này, gần như là không có một chút sẹo nào đâu mọi người ạ. Đó,
đối với dịch vụ mở góc mắt ấy, mọi người điều mà mọi người lo lắng nhiều nhất là có để lại sẹo không. Thì với bác sĩ Dẫn Lâm, cái kỹ thuật mở góc mắt của bác sĩ rất là chuẩn, thì sẽ gần như là tối đa không có để lại sẹo. Tuy nhiên là cái cơ địa sẹo của mỗi người là khác nhau, thì sau khi phẫu thuật thì bác chuyên viên của bác sĩ sẽ có tư vấn và sẽ có hỗ trợ cách chăm sóc cho mọi người để làm sao mà đạt được cái hiệu quả sẹo đẹp nhất. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem livestream của bác sĩ Dẫn Lâm nhé. Cảm ơn em.